Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương chiều nay đã chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị cho hội nghị quân chính toàn quân năm 2023. Cùng tham gia có Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng. Hội nghị quân chính toàn quân năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày mai thứ Sáu ngày 29 tháng 12. Đây là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá toàn diện các mặt công tác, kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của quân đội trong năm qua và xác định phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2024. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương và địa phương. Đến nay, công tác chuẩn bị cho hội nghị đã được các cơ quan đơn vị phối hợp tổ chức chu đáo, chặt chẽ, tỉ mỉ về mọi mặt, từ hệ thống văn bản báo cáo tổng hợp, các video clip trình chiếu minh họa, đến công tác thông tin, tuyên truyền, trưng bày, đảm bảo an ninh, an toàn, và công tác đón tiếp đại biểu, công tác hậu cần, kỹ thuật. Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch phân công, hiệp đồng chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo cho hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.